Thế quý vị hồi nhỏ tôi thì tôi ham đá banh lắm á quý vị ạ. Bởi vì bây giờ người ta biểu tôi viết nhật ký, thì tôi viết nhật ký, tôi viết lại cái lúc mà tôi đá banh đó. Thì cái buổi mà đầu tiên tôi đá banh đó, nó có một cái chuyện nó cũng bất ngờ như thế này. Cái bữa đó anh Diệu Hùng có thấy chứ anh Diệu Hùng? Bữa anh có thấy tôi đá banh anh Diệu Hùng? Có thấy. Cái bữa nó có cái đặc biệt như thế này. Tôi sẽ kể một cái đặc biệt của tôi đá banh như thế này trong cái nhật ký mà quý vị sẽ đọc một ngày gần đây. Tôi mặc áo mà vô rồi. Hồi nhỏ mới đá banh mà thì quay lắm nha. Tôi mặc vừa mặc mau vô rồi thì tôi đứng ẻo ẻo trước gương cả buổi. Vậy thật bảnh lầm sao một tài tử đá banh lông. Tiếng còi kêu tập hợp của trọng tài, tim tôi nó bỗng thấy rộn ràng và nó đập nghe lộp cộp. Tim đập nghe lộp cộp giống như đá vậy. Nhà tim bị gì mà mình lần đầu tiên mà ra trận mà. Ôi cái buổi đầu tiên tôi ra sân sau mà nó lâm trận quay nghi như một tướng cầm thương ra trận. Ráng lên em. Ráng lên em. Sao nữa? Nhìn thấy nữ khán giả cổ võ quan nghinh mà thấy tim tôi nó rộn ràng và mặt tôi nó xanh mét như chàm. Rồi sao nữa? Đá banh lần đầu tiên mà quý vị không? Nhưng mà cái câu có phần không cần gì lo đó. Coi kỹ vậy mà nó trúng phóc không? Tôi đang đứng nhìn trời khởi dốc, bỗng đâu một trái banh nó đến chân tôi. Anh thủ môn á, anh lỡ bộ, anh đứng trên chân, anh đứng qua bên. Còn tôi thì một mình trống trải. Tôi ráng sức nha. Sao? Tôi đã tung vô lưới. Khán giả vỗ tay. Như sập đất sập trời. Nhưng rồi sao? Nhưng mà sự thật đó thì trái banh mà tôi vừa đá đó nó bay ngang không thành và nó rớt ra ngoài khán giả. Còn cái cục đen đen mà nằm trình tình trong khuôn gỗ đó là chiếc giày mà tôi đã lọt vô gần. Tôi đá chứ gì mà chà, tôi lọt vô chứ còn không phải là